Trong ngày hôm nay, một số cặp đấu tại vòng 1/8 bóng đá Nam ASEAN sẽ khởi tranh. Đáng chú ý là cặp đấu giữa U23 Thái Lan gặp Iran 15:30 và cuộc chạm trán giữa chủ nhà Trung Quốc đối đầu Qatar 18:30. Sau khi may mắn vượt qua vòng bảng nhờ lọt vào top 3 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, U23 Thái Lan phải chạm trán đội rất mạnh là Iran. Đây là lúc mà cán cân đang hoàn toàn nghiêng về phía đại diện đến từ Tây Á. Sức mạnh của Iran đã được thể hiện rõ nét sau vòng bảng. Họ cầm hòa Saudi Arabia với thế trận ngang ngửa, sau đó thắng đậm U23 Việt Nam tới 4-0 và hạ Mông Cổ 3-0. U23 Iran vẫn cho thấy họ không chỉ mạnh ở thể hình thể lực mà còn chiếm ưu thế lớn ở kỹ chiến thuật, kinh nghiệm thi đấu. Cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia thì Iran cũng được đánh giá là một trong những ứng viên có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Trong khi đó, U23 Thái Lan thi đấu không thuyết phục ở vòng bảng và chỉ đi tiếp theo cách khá may mắn. Họ không giành được trận thắng nào, chỉ có được 2 trận hòa trước Kuwait và Bahrain rồi thua Hàn Quốc 0-4. Đội bóng với đa phần là những cầu thủ trẻ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi bước ra sân chơi châu Á. Thành tích của bóng đá trẻ Thái Lan cũng không tốt ở những giải đấu gần đây. Họ không thể giành HCV tại SEA Games khi để thua Indonesia. Sau đó, Voi Chiến cũng không thể lên ngôi ở giải U23 Đông Nam Á, giải đấu mà chức vô địch thuộc về U23 Việt Nam. U23 Thái Lan đang bị đánh giá thấp hơn hẳn, khó gây bất ngờ trước Iran trước thềm vòng 1/8. Huấn luyện viên Isara Savitaro bên phía Thái Lan thẳng thắn thừa nhận rằng Iran là đội hoàn toàn vượt trội, nhưng ông và các học trò sẽ chơi quyết tâm, kiên nhẫn với mục tiêu gây bất ngờ. Gần như chắc chắn U23 Thái Lan sẽ chơi phòng ngự phản công, song cơ hội để Voi Chiến gây địa chấn ở cặp đấu này dường như rất khó khăn.